con tập viết ngay trên vỉa hè khiến dân mạng cảm động. Theo chia sẻ của anh Bùi Xuân Vũ, người đã chụp được bức ảnh này thì trong lúc anh đi dạo để tìm kiếm chủ đề cho một buổi chụp ảnh đêm vào tối ngày 23 tháng 6 vừa qua thì nhìn thấy một bé trai đang ngồi học bài một mình ở chợ Bến Thành. Một lúc sau mẹ của bé trai đi từ trong chợ ra ngồi cùng với bé trai này và đã cầm tay của em để tập viết cho con. khoảnh khắc hai mẹ con ngồi ngay bên cạnh vỉa hè để cùng nhau tập viết từng nét chữ đã được anh Bùi Xuân Vũ ghi lại được bức ảnh đẹp này đã nhanh chóng gây sốt sau khi được chia sẻ lên mạng và được nhiều trang facebook lớn cũng như được người dùng mạng xã hội chia sẻ lại nhiều cư dân mạng cho biết họ đã thực sự cảm động khi được nhìn thấy một khoảnh khắc đẹp về tình mẫu tử